VinFast chuẩn bị sẵn sàng IPO trên đất Mỹ, ông Phạm Nhật Vượng sẽ trở thành người giàu nhất Đông Nam Á. Các bạn thân mến, với khát vọng biến Vingroup trở thành tập đoàn đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang chuẩn bị sẵn sàng để phát hành cổ phiếu ra thị trường Mỹ. Nếu chiến lược này thành công, ông Vượng sẽ trở thành người giàu nhất Đông Nam Á trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Vingroup cho biết, công ty dự kiến sẽ có giá trị từ 25 tỷ đô đến 60 tỷ đô sau khi IPO. Và đúng như những gì ông đã nói, nếu đã chọn nơi để cắm cờ thì phải chọn hẳn thị trường lớn nhất thế giới để cắm. VinFast sẽ trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đưa cổ phiếu giao dịch tại sàn chứng khoán lớn nhất thế giới, sàn giao dịch chứng khoán New York. Phải làm sao để VinFast làm giàu trên đất Mỹ nhưng mãi là thương hiệu của Việt Nam? Như thế mới là đỉnh cao thực sự của thành công. Thưa các bạn, để làm được điều này thì VinFast đang tái cấu trúc để chuẩn bị cho đợt IPO tại Mỹ. Chắc hẳn nhiều quý vị khán giả chưa hiểu rõ thuật ngữ IPO là gì. IPO là viết tắt của cụm từ Initial Public Offering, mang nghĩa gốc dịch ra là phát hành lần đầu ra công chúng. Thuật ngữ IPO được dùng để chỉ hoạt động lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán của một công ty với mục đích là để huy động vốn rộng rãi từ các nhà đầu tư. Như chúng ta đã biết, hiện nay ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Tuy nhiên, thay vì chọn thị trường trong nước, an toàn nhưng chính vì quá an toàn nên không gây tiếng vang lớn cho đất nước mình được. Nên họ chọn niêm yết tại thị trường nước ngoài sẽ tạo được uy tín cho quốc gia, thu hút dòng vốn ngoại và nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế. Để tái cấu trúc, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng quyết định chuyển nhượng vốn góp tại VinFast Việt Nam sang công ty con VinFast Trading and Investment tại Singapore. Nếu niêm yết thành công tại Mỹ thì sẽ mở ra cơ hội cho VinFast tiếp cận các nguồn vốn quốc tế để phục vụ cho chiến lược phát triển của mình. Cùng với đó là nâng vị thế VinFast lên một tầm cao mới, góp phần hiện thực hóa chiến lược đưa VinFast trở thành thương hiệu toàn cầu. Việc này cũng sẽ giúp VinFast dễ dàng tiếp cận hơn khi tiếp thị và đưa các sản phẩm vào thị trường Mỹ. Hiểu một cách đơn giản, ông Vượng muốn chào bán cổ phiếu của mình ra thị trường Mỹ. Điều này không chỉ thu được vốn liếng làm ăn tại đây, mà còn giúp thương hiệu Việt vươn ra khỏi lũy tre làng để tìm đến một khoảng trời rộng lớn hơn. Có thể nói, chiến lược mang chuông đi đánh sứ người của VinFast rất đúng đắn, bởi Mỹ là nước tiên tiến nhất thế giới. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn như sau. Thứ nhất, việc niêm yết thành công sẽ mở ra cơ hội cho VinFast tiếp cận các nguồn vốn quốc tế để phục vụ cho chiến lược phát triển của mình. Ý nghĩa thứ hai, IPO thành công sẽ nâng vị thế VinFast lên tầm cao mới và góp phần hiện thực hóa chiến lược đưa VinFast trở thành thương hiệu toàn cầu. Thưa các bạn, thực tế là VinFast đang đi đường vòng khi tái cấu trúc VinFast chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại VinFast Việt Nam cho VinFast Singapore để chuẩn bị cho quá trình IPO tại Mỹ thay vì thực hiện trực tiếp IPO VinFast Việt Nam. Cũng bởi vì việc niêm yết các công ty Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại Mỹ, chưa thực hiện được do thiếu sự liên thông về pháp lý và các cơ chế phối hợp liên quan. Tuy nhiên, riêng việc tuân thủ được các quy định khắt khe của Ủy ban Chứng khoán Mỹ và được họ cấp phép niêm yết đã chứng tỏ được đẳng cấp, uy tín của VinFast, qua đó củng cố lòng tin của khách hàng Mỹ đối với một thương hiệu còn non trẻ lại đến từ Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về việc VinFast tái cấu trúc trước khi IPO tại Mỹ. Theo đó, Hội đồng Quản trị Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng vừa phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong công ty sản xuất và kinh doanh VinFast trụ sở tại khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam, VinFast Việt Nam, cho công ty VinFast Trading and Investment, công ty con của Vingroup có trụ sở chính tại Singapore là VinFast Singapore. Được biết, ở thời điểm hiện tại, Vingroup đang nắm giữ sở hữu trực tiếp 51,52% vốn tại VinFast, đồng thời là công ty mẹ của thương hiệu xe ô tô quốc dân Việt Nam. Ngay sau khi hoàn thành quá trình tái cấu trúc, tập đoàn Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast Việt Nam trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore, theo đó gián tiếp sở hữu 99,9% VinFast Việt Nam. Đồng thời, tập đoàn Vingroup vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích là 51,52% trong VinFast Việt Nam như hiện tại. Tính đến cuối tháng 11, VinFast có vốn điều lệ xấp xỉ 50.500 tỷ đồng, là doanh nghiệp có vốn điều lệ cao nhất trong hệ sinh thái các công ty của ông Phạm Nhật Vượng. Trong cơ cấu cổ đông của VinFast, ngoài Vingroup đang nắm giữ là 51,52%, vốn là công ty mẹ sở hữu, còn 3 cổ đông khác đều liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bao gồm công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam, nắm 48,38%,
ông Phạm Nhật Vượng nắm 0,05% và ông Phạm Nhật Quân Anh sở hữu 0,05%. Trong đó, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam là công ty đầu tư của ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời là cổ đông lớn nhất đang nắm giữ 33% vốn tại Vingroup. Trước đó, xác nhận với Bloomberg hồi tháng 11, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup cho biết, công ty dự kiến sẽ có giá trị từ 25 tỷ đô đến 60 tỷ đô sau khi IPO. Đồng thời, Vingroup cũng đang đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng để huy động hàng tỷ đô la tài trợ cho việc mở rộng dự án xe điện của công ty tại Mỹ. Hãng xe điện đầu tiên Made in Việt Nam đã chính thức đưa vào hoạt động trụ sở chi nhánh tại Mỹ, đặt khu vực tại Playa Vista, thành phố Los Angeles, bang California. VinFast đã công bố ra mắt hai mẫu ô tô điện VF-E35 và VF-E36 hàng đầu của mình tại triển lãm ô tô Los Angeles Auto Show 2021 vừa qua, thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Ngoài thị trường Mỹ, VinFast còn đưa vào hoạt động các chi nhánh tại Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, Singapore. Phía Vingroup cũng đang đàm phán với các nhà đầu tư, bao gồm quỹ chủ quyền Qatar và BlackRock, nhằm huy động vốn cổ phần tư nhân khoảng 1 tỷ đô cho công ty sản xuất xe điện. Xin tự giới thiệu về mình, tôi là Nguyễn Hồng Thịnh, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại quốc tế đầu tư Việt Nam. Thì trước đây thì tôi cũng là một trong những người làm trong nhà nước Việt Nam. Thì năm 2000 thì tôi có đi hội thảo toàn cầu về giao thông vận tải tại Hoa Kỳ. Và lúc đó thì đi sang Hoa Kỳ thì tôi thấy là cái hệ thống vận tải của Hoa Kỳ nó quá phát triển. Và trong khi Việt Nam mình bắt đầu với xây dựng cái đường năm cũ, năm A đấy. Và chúng ta còn sử dụng cái công nghệ rất là thô sơ, ví dụ còn dùng kéo để cắt hay là dùng mai để đào, v.v. Thì trong khi đó thì Hoa Kỳ đã có những cái tuyến đường xuyên bang, ví dụ là đường highway, đường expressway hay đường freeway. Tức là những cái đường đấy có thể lên ngồi trên xe và tự do lái. Thì tôi cảm thấy là một cái gì đó mà mình cảm thấy rất là tủi thân khi mà đất nước ta cái hệ thống giao thông nó còn quá kém cỏi. Thì quay trở lại cái câu chuyện để đầu tư hay là tài trợ vốn cho cái dự án Skyway thì thực sự là tôi cũng đi rất là nhiều nơi rồi và cũng hiểu được trong toàn cảnh của cái hệ thống giao thông vận tải trên toàn thế giới. Cũng xin phép mọi người là đến giờ phút này thì tôi cũng đi đến khoảng gần 100 nước trên thế giới rồi và tôi cũng hiểu được là cái vận tải nó vô cùng quan trọng như nào cho các nước phát triển. Ví dụ bên Nhật năm 2005 tôi đi thì đã có hệ thống là Shinkansen, tức là tàu nhanh, là họ đã chạy tốc độ là 320 km/h. Hay là ví dụ đơn giản đến Trung Quốc thì họ đã có tàu chạy 360 km/h. Và khi năm 2018 thì tháng 7 năm 2018 thì một cô nhân viên của tôi và cũng là một người tài trợ vốn cho Skyway thì có nói tôi nha, chiều nay thì anh cho phép em khoảng độ 1 tiếng đồng hồ để em sẽ chia sẻ với anh về một cái cơ hội đầu tư. Thì tôi bảo được rồi, thì khoảng độ 6:30 thì anh sẽ có thời gian. Và khi cô ấy bật, cô bảo là thì anh có bật YouTube lên và trên máy tính thì cô vẫn nói cô chỉ cho xem là ơi anh biết nhiều rồi thì em chỉ cho xem một đoạn clip. Thì tôi có xem cái đoạn video clip nói về cái presentation của cái công nghệ Skyway. Thì tôi có, ngay sau khi xem được khoảng độ 10 phút thì tôi bảo anh hiểu rồi. Nói chung đây là một công nghệ rất là hay và anh nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt. Thì cô có nói là anh cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Tôi có nói là được rồi, anh hiểu rồi, cả đêm nay, ngày mai sẽ trả lời. Thì sau đó thì đêm về tôi có khoảng độ 3 phút tôi xem lại các đoạn clip về công nghệ Skyway. Thì đến sáng sau thì cô có một cái cuộc buổi trưa hôm sau, ngay hôm sau thì tôi có cuộc set up với lại anh Đức Khoa và tôi có gặp anh Khoa ở cái chỗ quán cà phê chỗ Trung Hải Nhật Kinh. Thì khi đến đó anh Khoa cũng rất nhiệt tình và cũng đã giới thiệu và anh Khoa hỏi thì tôi có nói rằng là anh hiểu rồi, tôi cáo đại anh hiểu. Thì có thể lúc anh Khoa cũng nghĩ rằng là tôi nói như vậy để từ chối một cách khéo léo thôi, nhưng ngay sau đó thì tôi đã quyết định là đầu tư $50,000. Và anh Khoa có nói là
Thế anh Khoa có nói là trong vòng 7 ngày em có thể là tăng 4. Thì tôi về tôi quyết định tăng thêm, trong vòng 2 ngày sau thì tôi tăng thêm 50 đô la nữa, tức là 10.000 đô cho nhóm của tôi. Và ngay sau đó trong vòng 1 tháng thì tôi đã quyết định đầu tư 50.000 đô la cho con gái của tôi. Và sau đó thì tôi đầu tư một gói 25.000 đô cho em trai của tôi. Và tôi cũng mua tiếp cho mỗi gói 10.000 đô cho các anh chị em của tôi. Và thực ra tại sao tôi đầu tư thì hôm nay tôi chia sẻ với anh như này. Khi mà anh Khoa có trao đổi với tôi thì tôi nhận định luôn thì hôm năm 2018 vào tháng 7 thì tôi có nói rằng là cái công nghệ này nếu IPO được thì xác định là cuối năm 2022, thậm chí năm 2023. Bởi vì đây xác định đây là cuộc trường trinh lâu dài, và xác định đây không phải là một cái cuộc vứt bán là chúng ta đầu tư hôm nay, chúng ta bỏ tiền hôm nay và ngày mai chúng ta thu lợi nhuận ngay. Bởi vì đây là một cái dự án, và đang là một dự án thì nó phải có thời gian và nó phải lộ trình. Và tôi xác định là đây là chúng ta bỏ tiền ra đầu tư, hay như anh Hồ nói là chúng ta tài trợ vốn. Mà đã là tài trợ vốn cho một dự án thì chúng ta phải xác định là có thời gian mà chúng ta phải chờ đợi. Đó thì đấy là lý do là chúng ta, tôi nghĩ là trong đây có rất là nhiều người đầu tư hay là tài trợ với nhiều mục đích khác nhau và với những cái lượng vốn khác nhau. Và chúng ta rất nóng lòng là chúng ta ngày nào thì chúng ta có được lợi nhuận. Và trên cộng đồng của Zalo tôi thì tôi không tham gia nhiều, tôi chỉ quan sát và theo dõi thôi, thì có rất nhiều người có câu hỏi là khi nào thì IPO. Tôi nghĩ đấy, cái câu hỏi đấy là sự quan tâm chính đáng, nhưng chúng ta phải có tư duy sâu một chút, dài hơn một chút, là chúng ta phải có lộ trình. Bởi vì khi đã đầu tư thì nó phải có yếu tố thời gian. Và tôi nghĩ rằng là Skyway là một công nghệ mang hàm lượng chất xám cao. Bởi vì tôi nghĩ như này, tất cả các sản phẩm nếu như nó là thô sơ, nó là sức người, nó không có công nghệ nằm trong đó, không có yếu tố công nghệ nằm trong đó, không có cái chất xám nằm trong đó, thì giá trị rất thấp. Cho nên tôi xác định là Skyway là một sản phẩm đầu tư mà mang hàm lượng chất xám rất cao, và đấy chính là công nghệ của tương lai. Tôi nghĩ rằng là thời lượng thì cũng không có nhiều, bởi vì chúng ta còn những tiếp theo chương trình khác, thì hôm nay thì có một thời gian cũng đủ để chia sẻ với mọi người mà tôi nghĩ rằng là, và tôi luôn xác định là Skyway chính là cái sự đầu tư đúng đắn. Và tôi nghĩ rằng đây là cơ hội, còn rất là nhiều cơ hội cho không những chúng ta mà cho rất nhiều người Việt Nam hiện nay, cũng như là những nhà đầu tư hay những nhà tài trợ trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tiếp tục theo dõi, đồng hành để chúng ta ngày hôm nay chúng ta đầu tư, chúng ta chấp nhận là như đại chị Trần có nói là nguyên nhân đầu tiên, thì ngày mai nhiều bên cạnh chúng ta sẽ có những cái tòa nhà cao trong trời. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta, thời gian sẽ không phụ lòng chúng ta, và những gì chúng ta mong đợi thì chắc chắn Skyway sẽ không phụ lòng chúng ta. Và cuối cùng thì cho phép tôi được về đây. Tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố để hòa mình với thiên nhiên, nhưng đồng thời được hưởng tất cả những lợi ích của nền văn minh và sử dụng thời gian của bạn một cách hiệu quả nhất. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách khắc phục các vấn đề toàn cầu của thời đại chúng ta, chẳng hạn như dân số quá đông ở các thành phố ô nhiễm môi trường đã tồn tại. Các thành phố tuyến tính về cơ sở hạ tầng cho phép bạn kết hợp một môi trường lành mạnh với mức độ tiện nghi cao và khả năng tiếp cận giao thông dễ dàng, mở ra lối sống trong tương lai. Việc xây dựng các khu định cư kiểu mới được thực hiện theo logic của thành phố thông minh, trong đó, đất thuộc về người đi bộ và thực vật. Cơ sở của thành phố tuyến tính là các cụm dành cho người đi bộ với các tòa nhà tầng thấp, các ngôi nhà mái xanh là hệ thống độc lập về năng lượng cung cấp cho cư dân nhiệt điện và thực phẩm. Mỗi cụm được thiết kế đầy đủ tiện nghi và có sức chứa lên đến 5.000 cư dân trên lãnh thổ, và có một hoặc một số di tích nhà máy điện sinh học mặt trời. Các nhà máy điện sinh học cùng với việc tạo ra năng lượng có khả năng tạo ra 50.000 tấn mùn mỗi năm từ than đá và phế thải đá phiến, những sản phẩm này đang có nhu cầu lớn trên thế giới và có thể trở thành yếu tố then chốt trong việc phát triển tiềm năng xuất khẩu khổng lồ trong lãnh thổ Van Y.
Một yếu tố đặc biệt của mỗi cụm thành phố tuyến tính là một tòa nhà ưu thế đa mục đích với một nhà ga tích hợp của hệ thống giao thông công nghệ chuỗi Unisky. Nếu cần, những hệ thống này có thể kết nối cụm với thành phố bên cạnh. Nó sẽ được xây dựng và cung cấp khả năng tiếp cận giao thông trên cao, cũng như đảm bảo tích hợp với cơ sở hạ tầng của nó. Thông tin điện năng, cơ sở hạ tầng hiện có và các tiện ích khác có thể được đặt trong phần thân của đường ray, của vận chuyển chuỗi, bí quyết được bảo vệ bởi bằng sáng chế của công ty phát triển. Hiện tại các công nghệ là một phần của các thành phố trẻ được thực hiện trên lãnh thổ của các trung tâm nghiên cứu ở Belarus và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các tòa nhà đổi mới đã được xây dựng, hiện đang vận hành thành công 6 loại hình giao thông trên cao và hơn 10 mô hình cơ bản khác nhau của đầu máy chở hành khách và hàng hóa đã được lắp đặt. Tất cả các loại công nghệ vận tải và ngôi nhà mới đã được tạo ra nhờ nhiều năm làm việc của kỹ sư Anatoly Unisky và công ty của ông, có thể trở thành động lực đổi mới mạnh mẽ cho phát triển kinh tế dựa trên việc đưa công nghệ tự nhiên vào khu dân cư công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, công nghiệp điện và nông nghiệp. Trong tương lai, các thành phố tuyến tính sẽ có quy mô hàng chục, thậm chí hàng nghìn và dài hàng km. Chúng sẽ hài hòa và phù hợp với bất kỳ cảnh quan thiên nhiên hiện có, bảo tồn các hệ sinh thái khu vực và toàn cầu, đồng thời cho phép phát triển hiệu quả các vùng lãnh thổ xa xôi và khó tiếp cận, thiết lập một tiêu chuẩn định cư mới, đáp ứng những thách thức của thế kỷ 21.